chú ý, phòng của Riley hiện đang là vùng nguy hiểm. Nghiêm cấm tuyệt đối mọi tiếp xúc với vật thể đằng sau cánh cửa này. Nếu vi phạm quy định sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ôi con yêu, con thấy khó chịu lắm hả? Con không thở bằng mũi được. Ôi tội chưa, để mẹ đo nhiệt độ cho con. Ôi, nhiệt cái nóng hổi luôn rồi. Xin hãy bình tĩnh, để đó cho tôi. Rồi, ổn rồi đó. Lửa đã được dập, nhớ cẩn thận nha. Mình thấy thật kinh khủng. Bật máy lạnh lên đi. Trong này cứ như phòng sông hơi ấy. Thổi mạnh hơn đi. Chảy cả mỡ luôn rồi. Riley sắp ho. Giữ chặt nha. Cục cưng, mẹ sẽ cho con chút siro ho. Con phải uống hết một muỗng. Đừng lo, ngọt lắm. Con làm được mà. Vậy thì con sẽ khỏe hơn hả? Tất nhiên rồi cục cưng. Nhưng để hoàn toàn hết bệnh, con phải uống thêm 2 viên thuốc. Uống nước cho nó dễ trôi. Mình ghét uống thuốc. Đặng ghét thấy ghê. Cậu ổn chứ? Mọi người ổn chứ? Ký ức dường giải hết rồi. Không sao, mình sẽ đặt lại chúng. Sợ quá đi. Cái này đặt ở chỗ này. Nóng quá xá. Còn vài cái nữa thôi. Xong rồi. Nhìn kìa, mẹ để lại cho Riley vài viên thuốc. Cô bé phải uống thuốc. Mình có nên thử không? Khoan đã, chắc là không. Có chuyện gì vậy? Em không muốn uống mấy viên thuốc cái ghê đó đâu. Bình tĩnh đi mọi người. Điên mất thôi. Bình tĩnh, giận dữ, hít thở đi. Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Đừng lo, chúng ta sẽ giúp cô bé. Nhưng phải tiêm lẻ một mũi. Sao cái tim lại bự như tháp nghiêng pizza vậy? Sợ hãi, cậu ổn chứ? Đừng tiêm mà. Xin lỗi bác sĩ, để tôi nói chuyện với con bé. Riley, thái độ gì vậy con? Con đã lớn rồi, con biết mình phải được điều trị mà. Không, con không muốn. Sao con lại thế? Xin lỗi bác sĩ, tôi e cách này không được rồi. Trẻ con đều thế cả. Anh nói đúng. Bác sĩ đâu rồi? Suýt nữa thì. Sợ hãi, cậu đúng là một anh hùng. Cậu đã cứu tất cả chúng ta. Làm tốt lắm. Có ai trong đó không? Ra đây đi. Cậu ấy định nói gì? Nhìn kìa. Đâu? Trên màn hình có cái gì đó đang đi trong mũi của Riley. Chắc cậu thấy không? Nó màu xanh lá. Chính ta đã khiến Riley bị bệnh. Ta đã lây nhiễm virus cho cô bé. Và giờ đến lúc làm thác nước mũi rồi. Hắn định làm gì vậy? Không biết nữa. Nào, sao hả? Các người sẵn sàng cho một bữa tiệc nước mũi chưa? Hoành tráng lắm đi. Hả? Mình cần ngay một chiếc khăn giấy. Nước mũi chảy điên luôn. Mũi mình đau quá. Quá đỉnh. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ở đây lạnh quá. Phải tắt thông gió thôi. Nó đang làm gì thế? Lo lắng, tới phiên cậu. Được, sẽ không làm các cậu thất vọng. Tớ sẽ điều khiển với đôi tay lo lắng của mình. Lỡ mình không thở được bằng mũi nữa thì sao? Theo tớ, phải dạy cho tên khốn đó một bài học. Và giúp Riley. Tớ sợ vào trong đó. Được rồi, được rồi, ý hay đấy. Tớ sẽ đi cùng cậu. Ngươi đâu rồi, quá chật xanh lá. Nhìn kìa, là đồ của nó. Cái búa kinh tởm quá. Cẩn thận mấy tấm dán đó. Coi như xong, tớ sẽ đập hết. Chúng sẽ thấy được mấy cú đấm của tớ mạnh cỡ nào. Giận dữ, đừng làm quá sức. Còn quái vật gỗ đó đã bị đánh bại. Mình lại thở bằng mũi được rồi. Thật nhẹ nhõm. Không biết các cậu ấy sao rồi. Họ sửa được rồi. Mấy bông hoa đẹp quá. Đừng nhìn tớ như vậy mà. Giờ cậu là người bán hoa sao? Nào các cậu, bình tĩnh đi. Đến lúc quay về rồi. Tự do rồi. Đúng là không dễ dàng gì. Có gì đằng sau cánh cửa đó vậy? Không biết nữa. Kiểm tra thử xem. Đi mà. Được rồi, cậu đã thuyết phục được tớ. Phiền phức quá, đi đi thôi nào. Tớ ở ngay sau cậu đấy. Bọn mình đi đâu thế này? Tớ không thích chỗ này lắm. Tiếp tục đi. Không, đừng như vậy chứ. Tớ vừa dẫn phải một đống bùn kinh tởm. Dĩ ẻ. Ui da, sao tay mình ngứa vậy? Có một cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Ơ, à, nhìn kìa, một con quái vật. Ra khỏi đây thôi. Cái gì đã gây ra cơn ngứa? Lạ thật đó. Mau lên, đóng cửa lại. Chuyện gì thế? Mình muốn nghe nhạc. Mình sẽ đeo tai nghe. Đó là một con quái vật. Không phải, đó là thứ gì khác. Là âm nhạc. Tớ nghe thấy mà, nhịp điệu khá hay. Bọn mình nhảy đi.
khoan đã, tớ nghĩ chúng ta nên quay lại. Tớ hơi bị khoái đi chơi miệt vườn luôn đó. Đồng bộ quá đi nào. Yeah, tớ là vua sàn nhảy này. Cậu làm được vậy không? Tớ sẽ giữ nhịp. Nhảy chưa nào? Tớ có đại đen nhảy breakdance đó. Nhảy lên nào. Chuyện gì đây? Các cậu điên rồi hả? Bình tĩnh đi, cứ tin vào âm nhạc. Tớ tin âm nhạc. Chỉ không tin mấy cậu thôi. Khẽ nào. Bọn mình đi thôi, mau theo tớ. Tình xấu đây bà con. Vi khuẩn đã quay trở lại. Đúng là thằng quắc con. Cậu bé đang định làm gì thế? Có vẻ không ổn rồi. Lạnh quá, mình sắp biến thành người tuyết rồi. Phải tăng nhiệt độ lên thôi. Giòi nước không hoạt động. Đến lúc sử dụng cây búa vi khuẩn uy tín của mình rồi. Bùm. Không được, nhưng mình không bỏ cuộc đâu. Thử chạy tuyệt chiêu xem nào. Hay da. Sao mình không làm được gì nên hồn vậy? Mình chỉ muốn làm ấm người thôi mà. Đợi đã, mình nảy ra một ý. Chỉ cần đổ bàn tay lên một chút, giờ trong mình giống siêu anh hùng yêu thích của mình rồi. Cú đấm vi khuẩn. Không thể nào, mình tự làm đau tay mình. Mà cái giọt nước vẫn bị nghẹt. Làm được rồi, hơi ấm đến rồi, thắng rồi. Ôi không, con báo động, phải làm sao đây? Dừng ngay tiếng ồn khủng khiếp đó đi. Như cái chợ vậy, dừng lại. Cậu tính làm gì? Lo lắng, giận dữ đi theo tớ. Sợ hãi, cậu ở lại đi. Tớ hả? Thôi được. Các cậu sẵn sàng chưa? Dẹp đống lộn xộn này đi. Đừng lo, tớ sẽ để mắt đến mọi thứ xung quanh đi. Ái chi, nóng quá đi. Nói chuyện với anh vui thật đó. Cậu bé sốt rồi. Để tôi kiểm tra. Riley, bác cần kiểm tra cổ họng của cháu. Nói a đi nào. Bác nói gì cháu cũng nghe hết. A. Y như rằng bị viêm rồi. Thật luôn đó hả? Tắt đèn pha đi mà. Đừng ngậm miệng. Ngón tay của ta. Tại sao cháu lại cắn bác? Vui quá đi. Mắc cười quá à. Riley không khỏe. Bọn mình phải nhanh lên thôi. Chúng ta đến nơi rồi. Sẵn sàng chưa? Chắc là rồi. Vậy thì vào trong thôi. Banh mắt ra cho kỹ. Có thể vi khuẩn đang ẩn nấp quanh đây. Cậu nghĩ là nó ở gần đây sao? Chắc tớ sẽ đợi bên ngoài. Ôi không. Các người đến đây làm gì? Kiểm tra các biện pháp phòng thủ. Ta sẽ quay lại ngay. Cứu tớ. Vi khuẩn đáng sợ đang ở đây. Ta không thích khách khứa. Ta sẽ đuổi các người ra ngoài. Giận dữ. Đánh hắn đi. Bạo lực không phải là cách. Phải đánh nhau sao? Trong số bọn mình, ai là người mạnh nhất? Giận dữ. Ừ, ta sẽ ăn bọn sâu bọ nhỏ xíu các ngươi vào buổi sáng. Còn ta sẽ ăn sâu bọ nhà ngươi vào buổi trưa. Biết chưa hả? Đừng có hù ta. Nhanh nhẹn đi. Đừng nhờn nha, ta không đùa đâu. Tốt thôi, như ta không có khiếu hài hước. Nhớ giữ khoảng cách để hắn không lấy bệnh cho cậu. Ta là nhà vô địch bất bại. Ngươi không có cửa chống lại ta đâu. Mắt của hổ. Nắm đấm của kangaroo. Cậu làm được mà. Không. Cái gì đấy? Tóm được rồi. Knock out. Trời ơi, quay cuồng. Ai sẽ bảo vệ bọn mình đây? Cầu xin đi nào. Hả? À, cẩn thận đó. Hắn xì vào người khác là thô lỗ lắm nha. Ủa quan, hắn đâu rồi? Không có ở đây. Mình có một kế hoạch thiên tài. Bản điều khiển của chúng không được bảo vệ. Mình sẽ đến đó. Ta đến đi. Phải ngăn hắn lại. Cậu thấy sao rồi? Cậu bản lắm đó. Đỉnh lắm. Nhưng đừng quên mục đích bọn mình đến đây. Được rồi, bắt tay vào việc thôi. Khoan đã, các cậu định đi đâu? Lúc nào cũng vậy, mình cứ phải tự làm mọi thứ. Sao mình sửa được? Mình sẽ thử cách này. Giờ thì làm nguội đi. Nhanh lên, không còn thời gian đâu. Nhanh lên, đừng có ích kỷ nữa. Mà hãy nghĩ đến người khác đi chứ. Các cậu đang làm tớ phát điên. Để yên cho tớ làm coi. Xong rồi, tớ đã dặn chặt Van. Thấy chưa, cậu muốn là làm được à. Vỗ tay. Bọn mình làm được rồi, đi thôi. Chỉ có một mình sợ hãi ở đó. Còn thiếu khỏe hơn nhiều rồi. Tất cả là do căn bệnh đó. Riley ngoan lắm. Bác vẫn sẽ tìm cho cháu. Cháu không trốn được đâu. Mẹ ơi, cứu con. Phải làm sao chứ? Ông bác sĩ này điên mất rồi.
làm sao để ngăn mấy lại đây? Không được nhúc nhích. Hả? Riley muốn đi ngủ rồi. Đến giờ bác sĩ phải về rồi. Anh đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta sẽ quay lại sau. Để mẹ đóng cửa. Cuối cùng thì ông bác sĩ độc ác cũng đi rồi. Sống rồi. Còn tim nữa. Úi da. Kế hoạch của mình đã thành công. Giờ mình sẽ điều khiển hành động của Riley. Có người đến. Tức giận đã triệt để biết cửa của tên vi khuẩn đó. Sợ hãi chắc chắn đang ẩn núp ở gần đây. Ra đây đi. Là bọn tớ nè. Cậu ở đâu? Bọn mình phải tìm cậu ấy. Đồng ý. Nhưng cậu ấy có thể ẩn núp ở đâu cơ chứ? Không có ở dưới cối. Kể ký ức cũng không có dấu vết của sợ hãi. Đây không phải là sợ hãi, mà là nhà vô địch trốn tìm. Cậu ấy biến đâu rồi? Không một dấu vết. Không thể nào. Ta cảnh báo lần cuối. Nếu ngươi không thả bọn ta ra, ngươi sẽ phải hối hận. Im miệng. Ách chi. Đừng hắt hơi vào mặt bọn ta nữa. Ta biết Riley cần gì rồi. Ha. Cơn ho ngày càng tệ hơn. Rốt cuộc mình cũng phải uống thuốc thôi. Dừng lại, đừng có động vào chúng. Không, thiên ứng quá. Ta sẽ ở đây mãi mãi. Bọn mình phải xé tấm lưới này. Nó mạnh quá. Sợ hãi hả? Tớ không thể giúp gì cho các cậu. Các người đều là những kẻ thua cuộc thảm hại. Không ai ngăn được ta đâu. Hắn ta thật đáng sợ. Tớ không thể đánh bại hắn. Riley sẽ hò suốt ngày luôn. Mọi thứ sắp sụp đổ rồi. Tớ không thể làm gì hết. Thời gian của di quẩn đến rồi. Đừng mà. Không sợ nữa. Mình có thể cứu họ. Đưa bọn tớ ra khỏi đây. Mình sẽ không sợ nữa. Mình sẽ không để bất kỳ ai làm hại bạn bè mình. Đúng là tinh thần đó. Ta tới đây. Ui da. Đúng là thảm họa mà. Tiếng gì đó? Muốn bỏ trốn sao? Ngươi sẽ phải trả giá. Achi. Eo ơi, nhìn quá. Cơ hội của mình tới rồi. Dừng lại. Đừng làm vậy. Nhanh lên. Kéo cần đi. Mình chịu đựng đủ rồi. Mình không muốn bị bệnh nữa. Mình sẽ dũng cảm chậm uống những viên thuốc này. Chỉ cần uống nhiều nước để trôi thuốc thôi. Sao lại không có gì xảy ra vậy? Vì mấy viên thuốc ngu ngốc của các người không có tác dụng với ta. Đứng yên. Ngươi đã bị bắt vì phát tán bất hợp pháp loại virus nguy hiểm. Tóm lại là ngươi gặp rắc rối lớn rồi. Chờ một lát, tớ sẽ đưa các cậu ra ngoài. Sợ hãi, cậu đã cứu tất cả chúng ta. Để xem họ đưa hắn ta đi đâu. Đi thôi. Họ đang hướng về phía mũi. Hy vọng như thế tàu lượn siêu tốc. Nói hay lắm anh bạn. Họ đã hạ gục hắn ta hoàn toàn. Lại nữa sao? Thế là hết nước mũi. Tình bạn của chúng ta đã kết thúc. Để ta yên. Mình thấy hơi buồn nôn. Thật kinh tởm. Chúng ta hãy ra khỏi đây. Thật vui khi được gặp lại anh. Wow, mẹ, con cảm thấy rất tuyệt. Con đã uống thuốc rồi. Bác sẽ tiêm cho người khác. Con yêu, mẹ rất tự hào về con. Quả cầu ký ức rơi mất rồi. Khoan đã, bộ tóc giả này từ đâu ra vậy? Có vẻ như chúng ta sẽ phải đặt lại chúng. Xem này, lo lắng quyết định thay đổi diện mạo. Tóc dài hợp với tớ mà. Đừng cười nữa coi. Chẳng có gì mắc cười hết. Phải tăng cơn giận lên 100% mới được. Người biết không, rốt cuộc thì không thú vị như vậy đâu. Bút chì hạt nhân của mình đâu rồi? Nạp đạn vào. Biu. Chết nè ngôi nhà kia. Mình đã làm gì vậy nè? Úps. Bạn làm cái gì vậy hả? Chắc tại mình hơi nố tay. Mình không biết sẽ xảy ra chuyện này. Không. Mr. Cổ tội nghiệp. Đi xin lỗi đi. Dịch chuyển tức thời. Cô bé kia sẽ ổn thôi. Đi đi. Nhà của mình. Này cô bé, anh ở đâu ra vậy hả? Anh là Angel. Để em yên đi. Xin lỗi anh đã làm hỏng nó. Chuyện này cũng xảy ra với người giỏi mà. Em biết sao không? Chúng ta sẽ sửa nó lại, đúng không mọi người? Không đời nào. Anh sẽ xử lý việc này. May là anh có kế hoạch nè. Để em xem. Chúng ta sẽ bắt đầu làm khung, rồi thêm một ít tóc. Ý tưởng hay đấy. Tuyệt vời. Bắt tay vào làm việc thôi các cô gái. Bye bye. Thời điểm hoàn hảo để chuồn rồi. Lẽ ra chúng ta nên ở lại. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hãy hít thở thật sâu. Hít vào và thở ra. Ôi không được rồi. Ok, để hỏi khán giả xem
Các bạn, chúng ta có nên giúp Angel không? Hãy comment ý kiến của bạn bên dưới. Ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta tìm khung cho ngôi nhà ở đâu đây? Chỉ cần đừng hoảng loạn, ok? Anh tìm được một cái rồi kìa. Tại sao mình lại dính vào chuyện này cơ chứ? Ta-da! Dễ thương lắm. Anh có con dao bổ trong tay đó, cho nên hãy bắt đầu cắt đi. Cũng vui đó. Chết nè. Bìa cà tông nè. Biết người đang giỡn mặt với ai không? Tuyệt vời. Và cả chỗ này nữa. Xong rồi. Chết nè. Ngay chỗ mắt luôn. Hay da. Cái khung đã xong rồi. Giờ chúng ta cần một ít da. Có ý tưởng gì không? Chuyện nhỏ. Túi anh cái gì cũng có. Nhìn nè, có một mảnh đây. Thêm một cái nữa. Và một cái nữa nè. Có bao nhiêu cái trong này vậy? Wow, nhiều quá. Ok, hình như đây là cái cuối rồi. Chúng ta phải tìm cái gì đó để may chúng lại với nhau. Chúng ta tìm kim ở đâu đây? Ồ, đúng rồi, em có một cái ở đây. Thử xem. Úi, ngón tay của mình. Em định may bằng ngọn giáo đó hả? Chúc may mắn nha. Cảm ơn. Bây giờ chỉ cần xỏ vào kim. Ai, không được rồi. Hơi qua phải một chút. Không, qua trái. Gần được rồi. Sợi chỉ cứng đầu. Nó cứ không chịu luồn qua kim. Bực mình quá đi. Ok, thử lại lần thứ 423. Mất tới 3 tiếng đồng hồ. Không thể tin được. Cuối cùng cũng xỏ được rồi. Yay! Khi nào mới xong đây? Houston, chúng ta có chuyện rồi. Chết nè. Được rồi, tụi vải này. Các người muốn thô bạo hả? Vậy thì có thô bạo. Chết nè. Sao anh làm nó dính lại hay vậy? Không biết nữa. Nhưng mà đẹp ghê. Giờ thì may da lên khung thôi. Chỉ cần một vài mũi nữa. Ở đây và ở đây. Xong rồi. Trông có vẻ mượt mà đấy. Em giỏi lắm. Cảm ơn. Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Cho nên Angel, anh đã sẵn sàng chưa? Luôn sẵn sàng. Vậy thì vào việc thôi. Việc xây dựng đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Hệ thống đang hoạt động rất trơn tru, không có vấn đề gì cả. Kiểm tra xem mọi thứ đã đúng vị trí chưa. Nút điều khiển đã kiểm tra. Những ký ức buồn không thể thiếu được. Chào mọi người. Xin chào, ngủ ngon không? Tay của mọi người bị sao vậy? Tay của mình cũng vậy nè. Đây là một cơn ác mộng. Những đôi mắt rùng rợn đó. Bọn họ sẽ ăn thịt mình. Cứu. Áo, tay của mình. Mẹ ơi, con sợ quá. Úp. Bạn đã làm gì vậy? Con bé lên cơn hoảng loạn rồi. Chết thật, nó sắp đổ tung luôn rồi. Có lẽ mình nên nhấn nút này. Dừng lại. Ok, được rồi. Mình sẽ đưa các bạn đến khu thư giãn. Các bạn có thể nghỉ ngơi và uống sinh tố. Thấy được không? Nghe hấp dẫn đó. Mình phải đi đây. Đừng có la hét nữa. Tội nghiệp. Chuyện gì mà em sợ vậy? Anh ta ghê lắm. Có phải bạn làm không? Không phải mình. Thôi được rồi. Okay. Tiếp theo là tóc. Chúng ta tìm nó ở đâu đây? Tốt nhất là nhiều một chút. Có ý tưởng nào không? Không. Chúng ta có thể tìm tóc ở đâu? Có rồi. Hello Bella. Mình có một việc nhờ bạn. Cho mình mượn một ít tóc nha. Cắt cắt. Bella tội nghiệp. Xem em có gì nè. Wow. Nhưng chừng này thì chưa đủ đâu. Chắc chắn là không đủ cho ngôi nhà rồi. Mình sẽ quay lại liền. Xin lỗi, không còn búp bê nữa. Ừ, đúng rồi, tôi cần tóc. Nhanh lên. Anh bạn, tôi có hàng nè. Có muốn mua không? Nhân vật mờ ám. Tôi đang cần tóc. Đây, những lọn tóc cao cấp nhất. Chất lượng hàng đầu. Hoàn hảo, tôi sẽ lấy hết. Chụp được rồi. Của anh bạn hết 5.000. Của anh đây. Đừng bắn mà. Tất cả đều đứng yên cho tôi. Trong túi đó có gì? Tôi không biết. Cảnh sát ơi, tụi em vô tội. Trong túi này có cái gì? Tôi không biết. Để xem nào. Tóc hả? Là bằng 10 năm tù đó. Sao ai lại cần nhiều tóc như vậy? Kỳ lạ thiệt. Tôi chưa bao giờ thấy nó cả. Là cô bé đó. Em hả? Cảnh sát ơi, em bị oan mà. Tóc này đúng là cái chúng ta đang cần. Anh đã phạm sai lầm lớn rồi.
Đủ rồi, tên quái vật kia, người tiêu rồi. Cô bé này sẽ bị loại khỏi video trong 5 phút. 5 phút luôn hả? Bye. Còng tay không giữ được mình đâu. Bạn làm cô bé biến mất rồi. Đừng nóng, 5 phút nữa cô bé sẽ quay lại thôi. Nhân lúc này hãy kiểm tra mái tóc này đi. Tóc đen tuyệt đẹp. Các bạn ơi, bọn mình cần các bạn giúp đỡ. Hãy bấm like để Mr. Cô quay lại nhanh hơn nha. Like đi nào. Xuất sắc. Mình biết, mình là stylist số 1 mà. Mình còn bực bạn lắm. Quên cô bé đi. Chúng ta còn phải làm đôi mắt nữa. Cần một ít giấy và compa. Khoan, chúng ta có compa rồi. Và giấy ở đây. Còn chân chơi gì nữa? Rồi sẽ ra cái gì đây? Thú vị thật. Mở tấm bìa ra. Chúng ta hãy vẽ một nửa vòng tròn. Wow, như vậy cũng được sao? Cẩn thận cắt nó ra. Ta-da, một con mắt đã xong. Đưa đây, mình sẽ thêm vài chi tiết nữa. Không, mình sẽ giữ nó. Wow, giờ chúng ta có hai mắt rồi. Của ai người đó tự vẽ nha. Nhìn nè, một con mắt đã vào vị trí. Kèo siêu dính của mình đâu rồi? Con mắt này còn thiếu một con ngươi. Mình sẽ quay lại ngay. Joy, bạn đi đâu rồi? Dù gì mình vẫn phải vẽ con người. Bút gì, tới lượt ngươi rồi. Phải hết sức cẩn thận với đôi mắt. Để xem nào. Thôi xong. Đau mắt đỏ. Hơi viêm một chút. May là mình mang theo thuốc xịt mắt. Siêu hiệu quả luôn. Chỉ cần xịt vài lần. Xong rồi. Không còn đỏ nữa. Giờ tới lượt ngươi. Wow, chỉ là cái lỗ nhỏ thôi. Chẳng ai để ý đâu. Thôi nào, vào trong đi. Có chuyện rồi. Joy mà phát hiện nó bị thiếu thì mình toan mất. Đừng hoảng loạn. Mình có thể lấy con mắt khác ở đâu ta? Có rồi. Hãy chờ nha. Bạn làm cái gì vậy? Thời trang mà. Hoàn toàn là rock and roll luôn. Quẩy lên. Được rồi, được rồi. Cứ để vậy đi. Khoan đã, còn răng thì sao? Tuyệt, chắc mình phải tự làm mọi thứ thôi. Xem mình nhìn thấy gì nè. Joy, này. Hay lắm Angel. Chúng ta hãy vẽ răng nanh đi. Đủ rồi. Mình làm hết nổi rồi. Mà khoan, Fear đâu? Anxiety nữa. Bọn họ vẫn trong đầu mình nè. Mình cá là bọn họ chỉ đang đầm chơi. Trong khi chúng ta vất vả ở đây. Mình quay lại liền. Lại đi. Mình phải làm gì bây giờ? Đã quá. Sao hai người lại ngồi ở đây? Đứng lên, nhanh lên. Bọn mình đang nghỉ ngơi mà. Đừng có làm phiền nữa. Đây không phải là lúc để nghỉ ngơi. Chúng ta phải hoàn thành ngôi nhà. Chúng ta có nên giúp không? Không, mình đổi ý rồi. Cậu ta còn ở đây hả? Thôi mà, làm ơn đi. Mình kiệt sức rồi. Mình sẽ làm marshmallow cho hai người. Mình có nhiều lắm. Đây, thôi nào. Không vừa rồi, chờ một chút. Hãy nhìn món này đi. Ngon lắm. Ai ăn marshmallow không nào? Nghe hấp dẫn đó. Chắc là ngon lắm. Ai trước đây? Mình. Ngon quá. Đừng bỏ lỡ. Đồ ăn vụng. Được rồi, trở lại làm việc. Sẵn sàng chưa? Ừ. Cuối cùng cũng có người thay rồi. Chúng ta cần phải cắt răng ra khỏi cái này. Đây nha. Hiểu rồi. Đặt nó xuống sàn nhà. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của mình. Ôi mẹ ơi. Đừng hoảng sợ anh bạn. Nó chỉ là một tấm bìa cứng thôi. Nhanh chóng cắt nó ra đi nào. Đúng là đáng sợ quá. Xin lỗi bìa cạc tông nha. Bạn bỏ qua chỗ này rồi. Và chỗ kia nữa. Mình đang cố mà. Mình đang đâm, nhưng mà không ăn thua. Bạn đã thử tức giận chưa? Nhanh lên, đổi giận đi. Được rồi, mình sẽ lùi lại. Hãy đâm thật mạnh vào. Chết nè, nữa nè. Muốn thêm nữa không? Tốt lắm. Sao bạn dừng lại vậy? Làm hết đi. Cẩn thận nha. Mình nghĩ xong rồi đó. Mấy cái răng này sắc bén quá đi. Đỉnh lắm anh bạn. Đưa nó cho mình nào. Đây rồi. Tuyệt vời. Chúng ta làm được rồi. Bạn đã làm rất tốt đó. Nó còn sống.
Đừng sợ, con mèo nhút nhát, ngôi nhà không cắn đâu. Miss Circle đang ở đâu? Thật ra cô bé ở đâu nhỉ? Phải chi mình biết. Còn Miss Circle thì sao? Không biết nữa, có lẽ Angel sẽ biết. Cậu ta làm hỏng mọi thứ, giờ chúng ta phải sửa lại. Đừng lo, cô bé sẽ trở lại sau một phút nữa. Đi theo mình, đi nào. Bọn mình tới đây. Nhanh lên, chúng ta phải họp lại. Chúng ta phải cùng nhau tấn công hắn. Di chuyển nhanh, dồn mạnh. Và quan trọng nhất là làm hắn bất ngờ. Hiểu rồi, mình sẽ tham gia. Chuẩn bị con ba đi, chúng ta tấn công ba người. Lỡ không được thì sao? Là ba, phải không? Ta có thể nghe thấy mọi thứ. Áo, cái quái gì? Đủ rồi, ngôi nhà kia, tại người ép ta đó nha. Giữ hắn lại, bình tĩnh nào Angel, thư giãn đi. Đồ thua cuộc. Muốn kiếm chuyện với ta sao? Ta sẽ hạ gục ngươi bằng một tay. Được phát rồi kìa. Chào mọi người, em quay lại rồi. Chào mừng trở lại, mọi người hoàn thành ngôi nhà rồi. Khoan đã, có chuyện gì sao? Mọi thứ đều ổn. Chắc chưa? Không, không ổn đâu. Tuyệt thật, đây đúng là trải nghiệm thú vị. Nhưng em nghĩ đến lúc mọi người phải trở về. Quay lại vào đâu nào. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Ai, bình yên và yên tĩnh quá. Wow, nhìn món quà to bự Riley nhận được kìa. Để xem bên trong có gì nào. Wow, là nhà hình vui vẻ. Tuyệt thật, giờ mình có nhà riêng rồi. Mình có nơi đặc biệt chỉ dành cho cậu đây. Cậu ấy lấy quà tiếp kìa. Và đây là nơi lo âu hoảng loạn cả đời có thể ở nè. Vẫn còn nữa, cái này chắc chắn dành cho Miss Delight. Mình cũng muốn có nhà. Cậu ấy có gì? Không, mình sẽ không sống trong cái lâu đài con gái đó đâu. Ôm đủ rồi, tăng thêm cấp độ giận dữ. Chơi với căn nhà ngu ngốc này đủ rồi. Thật là tệ, mình phải can thiệp thôi. Yeah, tới rồi nè. Mình sẽ đi xem nhà của mình. Hãy nhìn nó đi, nó giống hệt mình luôn. Của mình thì dễ thương và ấm cúng, không thể đợi để được ngủ trong đấy. Mấy cậu làm gì mà hớn hở quá vậy? Mình mà có nhà thì sẽ xịn hơn mấy cái trò xấu xí này nhiều. Biết chưa? Giận dữ, ngưng liền đi nha. Được, mình làm quá. Chỉ là không công bằng. Sao mấy cậu lại quên mình chứ? Tụi mình có bất ngờ cho cậu nè. Cái gì vậy? Bản vẽ nhà tương lai của cậu đấy. Mấy cậu trêu mình hả? Nhìn thấy ghét ghê. Nhà mình không đời nào cười. Nghe này, mình có ý này hay lắm. Lo âu, lại đây nào. Và cậu, đứng yên. Tụi mình sẽ phát họa nhà ngay từ giận dữ luôn. Hiểu rồi, làm mặt giận dữ nhất đi. Giận dữ hơn. Như này thì sao? Cái này là hết cỡ luôn rồi. Cậu thấy sao? Duyệt, sẽ ổn đây. Cậu ấy thích. Đến lúc làm khung rồi. Đây, cẩn thận. Xem hiệu ứng đi. Ngầu đét nhỉ. Mấy cậu tính làm gì vậy? Wow, khung đẹp nha. Giờ mình tìm cách nào để cắt nó ra. Khó thiệt. Biết rồi, bạn mình, Pouchy. Cho mình xem cậu có gì đi. Wow, các cậu, viết vào phần bình luận nha. Cách tốt nhất để cắt khung là gì? Mình không có thời gian chờ đâu. Mình chọn thuốc nổ. Chạy, mình phải trốn mau thôi. Nhiều đây chắc đủ mạnh rồi. Chỉ cần đặt lên mấy chỗ cần cắt bỏ. Xong. Đến lúc bắn pháo hoa rồi. Chạy đi, bịt tay lại nữa. Bom nổ đây. Trốn sau nhà mình đi. Nó nổ chưa vậy? Chắc là sắp nổ rồi. Wow, giận dữ, làm tốt lắm. Mình nổ chuyên nghiệp mà. Nhìn nhà vui vẻ kìa. Tác dụng phụ của cú nổ đây. Ừ, được mà. Mấy cậu cười cái gì vậy? Mình phải dọn nữa đây. Mình sẽ dọn dẹp. Vui chưa? Ừ, vui hơn rồi đó. Vui thật đấy. Mình cần trang trí bên ngoài. Nhưng lấy đâu ra vật liệu bây giờ? Mình không biết nữa, mình tiêu rồi. Giờ lấy đâu ra vỏ bọc đây? Câu hỏi hay đấy, đưa qua đây. Gì?
kiếm vỏ bọc chỗ nào vậy? Để nghĩ xem. Úi, để mình xử lý. Đợi ở đây nha. Cậu ấy đi đâu vậy? Ta-da, đáp rất hoàn hảo. Để coi dùng được gì nào. Mình đã thấy. Các bạn, mình phải dời mấy bạn đi thôi. Đợi chút đã. Động đất 12 độ đây. Mình sẽ để ở đây. Úi, xin lỗi vì sự bất tiện này nha. Cái bàn này thiếu một thứ rất quan trọng. Khăn trải bàn rất hợp để làm vỏ bọc. Nhưng trước tiên, mình phải thử một việc đã. Mình luôn muốn thử trò này. Hào hứng quá đi. 1, 2, 3. Ta-da, quay lại thôi. Mấy cái này không dành cho mình. Để lại chỗ cũ thôi. Mình nôn ra mất. Tránh xa cái áo trắng của mình ra. Thành thật xin lỗi cậu. Quay lại với mấy cậu đây. Sao rồi? Mình tìm được vỏ bọc cho tụi mình rồi nè. Mình thấy choáng váng. Đưa qua đây. Tuyệt vời. Này, ngưng phiền phức đi. Giờ sẽ tô màu yêu thích của mình. Đẹp hơn rồi đấy. Chiêu này được. Ngạc nhiên thật. Giờ thì buộc chặt nó lại. Xong rồi. Buộc chắc chắn rồi. Một phần theo kế hoạch đã xong. Tiếp theo là gì? Mắt. Đúng rồi đấy. Nhưng nó làm từ cái gì đây? Tiếng gì lạ luôn vậy? Cậu có thấy không? Có UFO đáp xuống kìa. Người ngoài hành tinh. Họ thân thiện hay là xấu tính? Mình sợ quá đi. Đừng có lo. Để mình xử cho. Các người không được mời. Đây là hành tinh của ta. Mình sẽ đá bay chúng. Ôi không, trượt rồi. Fauci, mình cần cậu giúp. Ổn hơn rồi. Bắt đầu sang người ngoài hành tinh thôi. Bắt được rồi. Nữa. Giờ người đã biết ta là chủ hành tinh này chưa? Lỡ như chúng lấy trí nhớ của mình thì sao? Nguy hiểm quá đi. Mình phải gọi thôi. Tôi cần anh giúp đỡ. Chào, là tôi gọi nè. Đừng có quên lát nữa đón tụi mình nha. Có chuyện gì vậy? Tàu UFO đáp xuống đây đấy. Anh là ai? Tôi có gọi an ninh đâu. Giúp với, làm gì đi. Làm thí nghiệm bí mật gì đấy? Cậu có nghe không? Cô ấy nói là thí nghiệm. Tụi tôi có cả triệu mẫu vật này rồi. Giờ sẽ là 1 triệu cộng 1. Mình sẽ xóa trí nhớ của họ. Từ từ, không xóa trí nhớ nha. Giúp tụi tôi làm mắt cho ngôi nhà này đã. Có cặp mắt dự phòng nào không? Có, lấy một cái đi. Mình thích màu đỏ hơn. Giờ phóng to nó ra. Hoàn hảo, lắp vào thôi nào. Giờ mình có mắt rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Cảm ơn nha, không có mấy anh tụi tôi không biết làm sao. Mình vẫn không tin được họ. Đến lúc tụi tôi phải đi rồi. Đừng chĩa cái thứ ấy vào tôi. Đây. Cậu lại trễ nữa. Cậu không tìm được cái thang nào to hơn hả? Đi thôi. Mình tới đây kiểu gì vậy? Ai làm mắt thế? Không phải là mình. Không quan trọng. Cái chính là nhà giận dữ trông ngầu hơn rất nhiều. Đôi mắt nhìn giống ghê. Làm sao để làm kiểu tóc cũng giống vậy? Mình cần một ý tưởng sáng tạo. Độ sáng tạo của mình bằng 0. Mình có thể để mái nhà lên lửa. Không ổn lắm. Có chuyện gì ở trển vậy? Tóc mình làm không được. Túi đeo của cậu ấy bị gì vậy? Cái nào? Mình biết rồi. Mình cần giúp đỡ. Mình tới ngay đây. Giúp mình lấy cuộn bì cứng này ra khỏi bao chi đi. Đang cố đây. Thêm chút nữa thôi. Trông mấy cậu có vẻ vui nhỉ. Nhanh tay làm cho xong việc này đi. Sắp rồi. Giờ mình có vật liệu để làm tóc rồi đấy. Không phải là có cách dễ hơn để lấy hả? Cứ đưa cho mình. Mấy cậu làm rối tung lên hết cả. Cậu ấy hay cằn nhằn ghê. Phải 90% thời gian luôn ấy chứ. Lúc nào mình cũng phải tự làm hết. Chẳng giúp được gì cả. Tụi mình giúp cho. Tuyệt, giờ mình cần tô màu nó. Buồn bã gửi cho mình video. Xem cái này đi. Sao mấy bé mèo buồn quá vậy? Không chịu nổi nữa mà. Mèo con dễ thương thật. Xuất sắc, khóc tiếp đi nào. Video hài mà. Giờ mình với. Chỉ có một cơ hội thôi. Mình cần vậy thôi. Trông cậu ấy như dân bắn tỉa vậy. Nhóm mình đỉnh của job luôn. Mình thấy đói bụng rồi.
Mình có mua chút đồ ăn nhẹ này. Quả sung đào cho lo âu. Mình thích lắm. Việt Quốc cho vui vẻ. Đừng làm rớt đấy. Và thứ mình thích, dưa hấu. Vỏ không ngon chút nào. Đến bước làm răng rồi. Quan hô, tụi mình đứng dậy đây. Khó quá, mình cũng muốn ngủ nữa. Làm tiếp thôi, đang làm đây. Tụi mình cần nhiêu cái răng? Cái đó chắc giúp được. Xong hết rồi, vào việc thôi. Wow, cậu nghĩ sao? Phải được 10 trên 10 luôn ấy, đúng không? Cũng chấp nhận được. Chỉ còn lưỡi nữa thôi. Nhưng phải chịu rồi. Nhìn mình làm gì? Mình chỉ muốn ăn nhẹ thôi. Có ai muốn ăn kẹo dẻo không? Không, cảm ơn, mình no rồi. Cậu thì sao? Không, bỏ qua đi. Thiệt cho cậu thôi, mình ăn thêm. Thử nào. Mềm quá đi. Mình có ý này, chơi cùng đi. Chia cho miếng với, nãy mới hỏi xong. Nè, đừng keo kiệt vậy chứ. Đưa cả bịch đi. Đồ tham ăn. Bỏ vào túi này nè, thêm nữa. Nhưng mình còn có một bịch thôi. Đây nè, lấy hết mọi thứ cậu có ra đi. Còn có cái đồ chơi mềm này thôi. Đều dùng được hết. Lấy đi, cảm ơn. Ăn cướp, thu thập thôi. Cậu có cần bóng không? Vào 3 điểm. Đồ chơi khác nữa, cái túi sắp đầy rồi. Cậu lột hết mình chẳng còn gì. Vậy đấy, không còn gì hết. Lấy cái cuối luôn đi. Tuyệt, cái lưỡi xong rồi. Làm thôi, đặt vào trong đi. Giận dữ, lại đây nào. Cậu muốn lấy cái gì nữa hay sao? Nhà cậu xong rồi. Được rồi, tụi mình hộ tống tới đây thôi. Đừng đẩy. Wow, thoải mái quá đi. Cậu ấy thích nhà mình. Tụi mình là đội thi công đỉnh nhất quả đất. Mình xin lỗi. Ồ, xấu hổ, xin chào. Mình phải quay về thôi. Đang đi đây, đi thôi. Thoải mái quá. Về trước đi. Giúp mình vác cậu ấy dậy. Thả mình ra. Giữ cho chặt nào. Không, mình muốn quay lại căn nhà nhỏ của mình. Đừng giận mà. Mình sẽ quay lại đấy sau. Phiêu, ôi không, mình đã làm gì vậy trời? Không ai muốn nhìn thấy nhà của mình hết. Vậy đấy, tự mình vứt bỏ nó đi thì hơn. Mình không biết cách nào để dừng lại. Cậu phá hủy nhà mới của mình. Mình sẽ cho cậu biết tay. Mình ghét cái nhà xấu xí này. Mình muốn phá cho hết. Sao cậu lại làm vậy? Mình vô tình nhấn phải thôi. Và cậu cố tình phá nó. Mình biết cách giải quyết vấn đề này rồi. Hãy xây lại nhà của tụi mình thôi. Xây lại căn nhà mới thôi. Đừng gây chuyện với tụi tớ. Ok. Ôi không, có nhiều rác quá. Tụi mình cần dọn sạch lại. Bỏ hết vào đây đi. Trong lúc đó thì tớ sẽ vẽ thiết kế nhà. Ok, nghe theo cậu hết. Tí nữa tớ quay lại. Tớ vẽ xong rồi nè. Nhìn cậu ấy kìa. Nè, dọn đó bừa bộn của cậu bên này luôn đi. Xin lỗi nha, tớ không cố ý đâu. Cậu cố ý thì có. Thôi đi, cậu đang gây áp lực cho cậu ấy đấy. Bạn yêu ơi, tớ thấy ngại quá. Không sao đâu, chỉ cần đem rác đi chỗ khác thôi nè. Được rồi. Cậu đi đâu lâu vậy? Nhìn kế hoạch của tớ nè, nhớ hết chưa? Giờ tụi mình cần phá hủy nó. Đừng bừa bộn nữa mà. Họ định làm cái gì vậy? Nhìn nè, cậu thấy bản kế hoạch của tớ thế nào? Cậu làm gì vậy? Họ thấy hết thì sao? Tụi mình cần phải nhanh chóng đốt nó đi. Vậy hả? Sao tớ lại không nghĩ đến nhỉ? Bắt đầu từ đâu đây? À ha, tụi mình cần dựng khung. Tớ làm xong rồi. Xin lỗi vì làm quá nhanh. Cậu đúng là cậu nhóc thiên tài thẹn thùng. Giỏi lắm, tụi mình cần cắt nó ra. Lùi lại đi, để tớ làm cho. Cậu ấy nhanh thật. Xong rồi nè, tớ nghĩ vậy là hoàn hảo rồi đó. Đập tay. Tay tớ bị phồng thấp. Tụi mình bị tụt lại rồi. Họ xây xong khung rồi kìa. Không sao, các kỷ niệm vui vẻ của tớ sẽ giúp chúng ta. Đưa đây. Lúc ấy vui ghê. Dạ, xây xong khung rồi. Thấy sao hả, đồ thua cuộc. Wow, tớ thích lắm. Sức mạnh của sự hoảng loạn. Dừng lại ngay. Họ là đối thủ của tụi mình. Cậu không thể khen họ như vậy được.
Tiếp theo nên làm gì đây? Lại gây rối rồi. Quên mất tiêu, trí nhớ của mình tệ ghê.